Chào các bạn nhé. Thì đây hòm này. Các bạn nào mua hòm thì tôi xuất hòm nhé. Đây hòm rất đẹp này. Rất đẹp nhé. Đây hòm cú này. Quả nó tọt mà hai hòm cú cơ. Đấy, bạn nào cần mua thì đặt hàng thì tụi đàn tôi xuất nhé. Thì hôm nay tôi nhớ ông Nướn về thì để tôi đổ cho các bạn xem nhé. Đàn lươn này các bạn. Tay lươn đây các bạn. Đánh cái tầm mới. Tầm này mình đánh 70. Tay lươn đây các bạn. Lươn này không được to lắm. Rất nhiều các bạn. Tôi quay cho bạn xem nhé. Đây lươn này các bạn. Đấy con hòm từ đàn này các bạn. Rất đẹp đấy. Đấy bạn nào yêu cầu mà đặt hàng thì để tôi xuất hòm nhé. Lươn này nhé. Lươn đông chính cống nhé. Đấy, các bạn vào mình xem kênh đánh lươn chuyên nghiệp thì ủng hộ mình nhé. Rất nhiều nhé. Tôi chào các bạn nhé.